giao sơ này nghe một nhà để tình thân vui mến nhau, yêu thi đua học chăm tiến tới, quyết kết đoàn giữ vững bền, giúp đỡ nhau xứng đáng cho ngoan. Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta tràn hòa tình thân. Lớp chúng mình rất rất vui, như giao sơ này nghe một nhà để tình thân vui mến nhau, yêu thi đua học chăm tiến tới, quyết kết đoàn. Tràn hòa tình thân, lớp chúng mình rất rất vui, như keo sơn anh em một nhà.